Chào các bạn đến với thước phim buổi chiều ngày hôm nay. Ngày khởi công mưa gió tưng bừng luôn. Nhưng chiếc xe của anh em, những chiến mã này không còn cái chỗ nào để nói nữa rồi. Nấm bùn từ đầu đến chân, khổ thân. Mọi người một tiểu đội đã giải phóng từ đây, từ đầu đường bê tông cũ này cho xuống đến đường nhựa kia đã xong rồi, thì cô chị lại cho bột đá vào trong gùi này để gùi lên. Không có đủ xe máy, không đủ phương tiện xe máy là gùi bộ lên. Mỗi người một tay một chân. Để mai trời nó nắng ráo lên cái là ấy. Từ đoạn này là buổi sáng ngày này nó mưa nặng hạt quá. Từ chỗ chị em ở đây là bây giờ đi xe máy ngược lên kia không đi nổi nữa rồi. Buổi sáng nó còn khô khô, đường còn đi được. Mưa chậm sáng nay nữa là bây giờ trơn quá. Là bây giờ là anh em chở xe máy từ đường bê tông đến khu vực ngã ba tròn bản thứ 2 nhà anh Lành này, tập kết ở đây để bà con bắt đầu san ra, gùi bớt lên trên kia cho. Ra đi xem cháu nhỏ đang ngủ gật này, khổ thân đúng không này. Đây này. Đây, em kia quay vào trong kia nhìn cháu ấy ngủ gật này, khổ. Nhìn thấy sừng nãy tỉnh rồi. Mặc áo mưa ngồi đây chơi. Ở nhà không ai chơi, ra đây xem vui hơn ra ngủ gật này, khổ. Gùi nhẹ nhẹ thôi, bột đá nó ướt mà. Đây ra. Bà này bà ấy còn vừa gùi bột đá mà lại còn vừa làm được cây sợi lanh này nhỉ. Một này, làm cái này tiền để đâu cho hết. Chiến ma lên. Đầu giờ chiều ngớt ngớt mưa hơn một chút rồi các bạn ạ. Bám hết cả bùn đất vào trong bánh rồi, đi lại khó. Hôm nay anh em vừa mệt xong lại vừa tốn xăng nữa đúng không? Bởi vì toàn phải cài số 1 và đi đường trơn nó bám bánh mà. Ui, khó đi. Và cái mỗi lần chuyến mình chở thì cũng sẽ bị ít đi nhiều. Nên đâm ra là hôm nay là khó khăn nhất đấy. Hy vọng là mai sẽ không mưa nữa. Đừng nghe hè rồi con gì, cắt tóc đi, chít 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 chít. Cắt tóc rồi, mà chú gọi chú thợ cắt tóc lên cắt cho cả bản luôn. Tóc đẹp ghê nhỉ. Cái con ta chán nó mà nó đi về con ta sao mà nó giận thế đó ba. Ủa rồi, nó nó cái con ta chán nó mà nó đi về nó. Cái con ta chán nó mà nó đi về nó. Cái con ta chán nó mà nó đi về nó.
Làm mệt này tối về chỉ ôm vợ ngủ thôi nhỉ. Không làm gì nữa đâu nhỉ. Mệt thế ôm không được rồi. Ôm không được rồi ạ. Như này thì không cơm nữa. Thôi cố lên, sắp có đường mới đi thôi. Chị em đứng ngắm anh em một tí, anh em đi khỏi chị em mới bắt tay vào làm. Yeah. Mọi người bắt đầu lại hành trình. Ở đây bà con thì khó khăn trong kinh tế, khó khăn về cái vấn đề học tập, nhưng mà sức khỏe thì rất là tuyệt vời đấy. Nhưng mà nói về lao động tay chân thì quá là tuyệt. Đi bây giờ đi đấy, như ông nói, trừ từ cái thước phim hôm khảo sát cái đường đấy, là bắt đầu từ cái chỗ tròn bản thứ hai thì mình sẽ đi lên trung tâm của bản, là đoạn dốc nhất, xe máy không đi được. Bây giờ gùi bộ lên, nhìn những cái toàn người đi ngược dốc lên kìa. Mệt lắm đấy, không phải đơn giản. Như vậy là buổi sáng ngày hôm nay là chia làm 3 tốp. Một tốp là xúc bột đá chở vật liệu bằng xe máy. Và hai tốp nữa, một tốp đập đá và một tốp là giải phóng mặt bằng. Nhưng mà càng giải phóng thì cuốc đất ra nó càng nhão, nó càng trơn. Nên buổi chiều ngày này quyết định là sẽ dừng cái việc cuốc đất ra để tránh cho trơn, để cho chở xe máy lên được đến đây đã. Mai nắng lên thì tiếp tục sẽ làm mặt bằng. Hôm nay làm mặt bằng khá là dài rồi, được cỡ khoảng một cây số rồi.
thì tạm thời là sẽ chuyển vật triệu để giải đều ra một cây số này đã. Sau đó là mai thắng lên là ai đổ thì sẽ đổ bên trên này, còn ai giải phóng mặt bằng thì lại xuống dưới cái cây số 500m dưới cùng và 500m hơn 500m trên cùng kia nữa. Có mệt không? Có mệt. Có mệt à? Mệt hơn đi lấy cỏ bò nhỉ? Hôm nay nhà em mấy người đi làm? Hai người. Chồng em lái xe đỏ. Chồng em lái xe đỏ à? Cái xe mà không có đầu đấy à? Không phải. Chồng em là người đội mũ xanh. À thế à, chồng em đội mũ xanh. Hai vợ chồng đi làm. Có mấy con rồi? Bốn đứa. Nhà ở chòm trên này hay chòm dưới này? Nhà em cái nhà bé bé. Hôm nào anh lên chơi. Em ngày xưa học lớp mấy mà nói chuyện giỏi thế? Học lớp 8. Học lớp 8 à? Học lớp 8 bỏ đi lấy chồng. Bỏ lấy chồng á? Ừ. Giỏi. Nghe ở trên bản này hay ở bản khác? Em ở xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc. À, bên huyện Mèo Vạc ra. Chịu khó em ạ, làm xong cái tuyến đường đi lại cho nó dễ. Các con ở trên đỉnh bản thì là bình thường là bố đưa đi đường này hay là phải đi bộ đường kia? Đi bộ thôi, đi đường bộ. Này bảo là đi xa quá. Xa quá. Thi thoảng là chở đồ gì cho con hoặc là chở lúc mà hết năm học có gạo thì bố mới đi đón, mới đi đường này đúng không? Có gạo thì ở xá có thôi, ở bên này thì không có. Nếu mà có năm có đoàn từ thiện thì cũng là đi bộ từ đây đi lấy thôi. Đấy, cái giai đoạn 2 là phải đi bộ. Tại đi đường này nó xa quá, vòng đi vòng lại. Tức là cái điểm trường ở kia nên là mọi đoàn từ thiện các thứ là sẽ phát điểm trường ở giai đoạn 2 các bạn. Thì bà con ở trên này sẽ đi bộ qua cái đường giai đoạn 2 của mình ấy. Chứ nếu mà đi vòng đường này thì vòng rất là xa. Còn xe máy thì bắt buộc phải đi đường này, bởi vì đường kia không đi xe máy được, chỉ đi bộ thôi. Thế mới khổ cái bàn này. Sao đấy? Đổ à? Có xe đổ à? Mệt rồi đấy. Anh em làm đến buổi chiều, là sức khỏe cũng xuống xuống yếu yếu rồi. Đi run run tay là lại ngã ngay. Đây có người ngã kìa. Ở đây đúng không? Đấy, chồng đúng không? Thế vừa nay thấy xinh gái quá đang định tán. Bảo em bốn con rồi chồng em đội mũ xanh ấy. Mình đi học chưa? Bé đi học chưa? Chưa đi ạ. Con bé quá nhỉ. Chắc trên này còn 3 tuổi mới đi học mầm non. Lúc này cái chim nó mạnh nhất, nó chưa còn đây nữa.
Như vậy là công chiều của buổi chiều ngày hôm nay thì anh em nam giới thì sẽ chịu trách nhiệm là sẽ chở xe máy lên, còn một đội nữa thì chuyên đập đá. Chị em phụ nữ thì kết thúc cái việc san mặt bằng để chuyển sang gùi bột đá lên đỉnh dốc này. Ở chỗ này dốc quá, không đi xe máy nữa rồi. Vất vả lắm đấy các bạn ạ. Gửi xuôi dốc còn đỡ, chứ đây là gùi ngược dốc mà. Trẻ nhỏ nghỉ hè thì này bố mẹ bận lại thêm việc làm rồi. Là các cháu sẽ phải đi cắt cỏ cho bò. Nhìn những cái dòng người lao động như này, nhìn này, tuyệt vời đấy các bạn. Không khí trong lành, mặc dù nó vất vả một chút thôi nhưng mà thực sự là cực kỳ là tốt. Hy vọng là tuyến đường sẽ mưa gió thuận lợi hơn. Đoạn này cũng dốc đây các bạn này. Đoạn này dốc là có một tốp ở đây là chuyên sửa đường. Đấy, anh em đi qua phát là nó trơn, là lại gia cố thêm đá với cả đất thêm vào để cho đỡ trơn. Bởi vì là mình chưa mặt bằng, chưa tạo xong mặt bằng nên mình chưa dám cho cái bột đá lên để rắc đâu. Rắc để mà chống trơn trượt thì lãng phí quá. Rồi trơn quá, anh em đang mở bên trong kia rồi. Xe máy đi đỡ trơn. Dốc lắm, chỗ này dốc lắm. Chỗ này khá là rộng này. Nó gần ra đầu đường đi lên rồi mà. Bác nói bao nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi rồi. Bây giờ ngày trước kia thời trẻ to cao ấy nhỉ. Đây. Không kiếm bà. To cao năm nay 76 tuổi rồi. Mặc áo truyền thống phanh ngực ra, một quần đùi cuốc khỏe như thanh niên. Ông mấy con? Ông có tất cả mấy người con, mấy anh chị? Ok. Tôi thằng Thái này. Ông đẻ được bao nhiêu người? 6 con. 6 con, cả gái cả trai. Bây giờ có cháu hết rồi nhỉ? Có cháu nào lấy vợ lấy chồng chưa ạ? Có rồi chứ đúng không? Thế này lấy vợ lấy chồng sớm mà. Trơn quá, anh cuốc thêm đất rồi anh ạ. Cuốc thêm những cái đá này cho vào đây cho nó ma sát. Vâng, bổ băm băm ra. Cho anh em nó đi lại cho nó đỡ trơn ngã. Chỗ này mấy nữa là mình cũng không phải gia cố thêm đá bên dưới đâu này, bởi vì là đất pha đá rồi, nó dốc. Chỉ sợ cuốc này nó mưa thì nó lầy hơn các bạn ạ. Còn nó không mưa như này nữa thì cuốc lên thì nó sẽ có ma sát hơn. Sáng là cuốc lên là nó dính, buổi trưa nó mưa ác quá. Thank you.
Ở chỗ này thì là cái đầu đường đây, rất là nhiều đá. Khu vực này quá chắc luôn. Chỗ này hẹp quá, anh em dùng cuốc chim, cuốc đá ra, san ra ngoài. Đây nó là cái lần nước chảy xuống được. Cái lần nước chảy xuống theo cái này. Đây là đâm ra là mấy nó đổ bê tông là. Hơi cao nhỉ. Hôm nay thì lực lượng nam giới đông hơn, nhỉnh hơn phụ nữ một chút, rất là tốt. Được cái là những cái tháng này là đang vào cái tháng là ngô các thứ là chưa được thu hoạch. Mọi người đi làm lao động công ty một thời gian là về, bắt đầu tầm này về nghỉ này, để tranh thủ làm đường luôn. Mấy đứa thu ngô là lại bận hết. Ra. Vướng mất khoảng 200 m đầu tiên là cũng dốc áp. Các chú anh cố gắng làm nhé, cháu xin phép đây. Giờ di chuyển về phòng trọ cũng tối rồi. Mai thời tiết mà nó thuận lợi thì tiến hành bắt đầu đổ. Thì anh sắp xếp thì hướng dẫn mọi người giúp em với nhé. Vất vả nhất anh ấy. Như vậy là 18 khối bột đá đã lên được cỡ khoảng 15 khối, ở chỗ này còn khoảng 3 khối nữa. Anh em chở từ giờ đến chiều là hết. Sáng ngày mai là tiếp tục. Sáng ngày mai, rạng sáng sớm ngày mai thì người ta mới cho xe vào được. Xe to, tha hồ. Một xe có mà chở mấy tiếng đồng hồ luôn. Và có lẽ là ngày hôm nay thì cháu Long sẽ cập nhật cái thước phim làm đường đến đây. Một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể các quý hảo tâm. Quỹ thì vẫn đang về và đến đâu thì cháu Long sẽ công bố đấy. Hy vọng là sẽ nhận được thêm những cái tấm lòng của các quý hảo tâm trong và ngoài nước nữa. Cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ là lời chào và hẹn gặp lại.